Câu chuyện xảy ra tại làng Hà Tiên, tỉnh Sơn Tây, Việt Nam vào năm 1995. Đây là một ngôi làng điển hình ở Việt Nam. Người dân trong làng nhiều đời nay sống bằng nghề làm ruộng. Một buổi chiều đầu xuân, ông lão họ Trần đang cày cuốc trên mảnh đất của mình thì đột nhiên nghe tiếng la hét của một số người ở cánh đồng kế bên. Lão Trần cũng là người nhiều chuyện, thế là ông vội buông cuốc xuống chạy qua xem. Thấy được cảnh trước mắt, lão Trần và những người nông dân gần đó đều sợ tái mặt. Họ trông thấy một con rắn rất lớn, nó dài tầm 7-8 mét. Nó đang cuộn mình trong bụi cỏ. Con rắn lớn này dường như vừa mới thức dậy từ sau giấc ngủ đông, nên là cơm nó còn rất yếu. Khi thấy có người đến gần, nó cố gắng trườn đi nấp sau một tảng đá. Nhưng thân mình của nó quá lớn, dù đã được tảng đá che đậy, nhìn vẫn rất đáng sợ. Mọi người rất là kinh ngạc, cả đời họ chưa bao giờ thấy con rắn nào lớn tầm này, nên không ai dám lại gần nó. Bàn tán một hồi, cả đám liền rời khỏi, mặc kệ con rắn kia. Chuyện về con rắn đồn thổi khắp làng. Người thì bảo con rắn lớn là yêu quái các kiểu. Có một thanh niên tên Chí Phèo nghe chuyện về con rắn liền đi bắt, lại nói Chí Phèo là một kẻ vô công rồi nghề, nổi tiếng không sợ trời sợ đất, cũng chẳng ngán ai. Không tốn vài phút công phu liền bắt được con rắn lớn, bỏ vào trong lồng đem đi bán. Anh ta bán cho nhà hàng được rất nhiều tiền. Thế rồi hắn cầm tiền đi uống rượu, đến tận khuya mới về nhà ngủ. Khuya hôm đó, khi cả làng đều đang say giấc, thì đột nhiên nghe tiếng ai đó hét lên thảm thiết. Hình như tiếng hét phát ra từ nhà Chí Phèo. Sáng hôm sau, mọi người gặp Chí Phèo trên đường, phát hiện anh ta rất hốt hác, tiêu tụy. Chí Phèo liền kể cho họ nghe, cả đêm anh ta đều mơ thấy có một con rắn lớn quấn quanh người. Mọi người nghe xong cũng không cảm thấy gì. Nhưng kỳ lạ là kể từ hôm đó, mọi người không còn thấy Chí Phèo ra đường nữa. Sau đó khoảng một tuần, nhân viên thu tiền nước đến nhà Chí Phèo, thấy không ai mở cửa, nghi có chuyện chẳng lành, liền phá cửa mà vào. Một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt. Chí Phèo tay chân cuốn vào thân thể, nằm chết trên giường đã lâu. Sự việc này gây rúng động trong làng rất lâu. Mọi người bảo nhau Chí Phèo là bị con rắn lớn kia trả thù,